Sáng ngày 13 tháng 7, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi thẩm tra các báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm, phương ứng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi thẩm tra. Sau khi nghe đại diện ba cơ quan báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm, phương ứng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Thị Phương Hoa và các thành viên trong đoàn thẩm tra đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh cần có sự thống nhất về mặt số liệu trong báo cáo. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh bổ sung vào báo cáo giải pháp phòng ngừa tội phạm và làm rõ nguyên nhân tại sao tội phạm đánh bạc trong 6 tháng đầu năm lại tăng. Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh nên bỏ từ 2 cấp cho phù hợp với luật tổ chức chính quyền địa phương. Làm rõ nguyên nhân các án sửa, hủy, án tạm đình chỉ, án hôn nhân gia đình tăng, những khó khăn vướng mắc trong giải quyết án hành chính, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đánh giá thực trạng hoạt động của các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Đối với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, cần đánh giá rõ hơn vai trò của Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự cấp huyện, các giải pháp giải quyết các vụ án tồn đọng, phức tạp kéo dài, đặc biệt là các án có khối lượng tài sản lớn liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị các cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên đoàn thẩm tra, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới.